Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Tiếng Anh Phổ Thông Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của Unit 6. Bây giờ chúng ta đã sang phần Language Focus. Trong phần Language Focus của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với phần phát âm và phần ngữ pháp. Và bây giờ tiếp tục cũng là một phần Language Focus rất hứng thú, rất hấp dẫn, rất ấn tượng, rất hay trong tiếng Anh nữa các bạn. Giống như trong Unit 5 cũng vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại phần phát âm với hai cái âm rất dễ lộn. Đây. Và phần ngữ pháp với thì hiện tại tiếp diễn và to be going to. Hiện tại tiếp diễn nhưng nó lại mang nghĩa tương lai. Rồi, vậy thì tại sao mình bảo hai cái phần của Language Focus ngày hôm nay rất là ấn tượng? Thì tí nữa các bạn vô từng video của thì các bạn sẽ thấy rất rõ nó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với phần phát âm, pronunciation các bạn nha. Rồi, các bạn để ý hai cái âm này. Các bạn để ý âm này, âm e, e, ơ, cái này ơ kéo dài, e hẹp và không kéo dài, e, ơ. Như vậy là đầu tiên các bạn mình phải nói trước một tí, nó giống như trong tiếng Việt, đương nhiên nó không phải trong tiếng Việt các bạn nha. Nhưng chúng ta có thể lấy một ví dụ trong tiếng Việt, giữa tiếng Việt giữa một cái là con dê và dơ bẩn đó. Như vậy các bạn nghe kỹ nè, dê và dơ đó nó khác biệt chưa? Mặc dù nó rất mong manh, mặc dù nó rất nhỏ thôi, nhưng nó cũng thể hiện sự khác biệt đó. Nếu các bạn bảo là con dơ thì người ta khó hiểu đúng không nào, hay là dê bẩn thì người ta cũng rất khó hiểu. Tương tự như vậy trong tiếng Anh, các bạn nghe kỹ, nếu các bạn phát âm là teacher, teacher, ok, người ta hiểu. Nhưng nếu các bạn đọc là teacher thì người ta đâu có hiểu được, thậm không phải là không hiểu mà người ta nghe, nhưng người ta vừa nghe vừa đoán ra, giống như một người đang nói ngọng đó các bạn. À, mình thấy nó vui thôi nhưng thực ra nó như thế đó các bạn, bởi vì bản thân nó là cái âm e này mà, teacher, teacher, teacher mà, teacher bình thường nó như vậy, bè ra, đưa cái thân lưỡi, đưa cái lưng của cái lưỡi áp lên cái vòm trên của họng, nó ra cái âm e này, teacher, 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 đưa cái đầu lưỡi lên vòm họng các bạn, order, order, order. Chứ còn nếu mà các bạn đọc là order, order, order thì người ta không hiểu đúng không nào. Rồi như vậy các bạn hình dung được chưa? Teacher, order, together, pagoda, about, about, today. Đó, các bạn hình dung được cái sự nhẹ nhàng của nó rồi đúng không nào? Đó, như vậy là các bạn thấy cái sự khác biệt của nó trước. Vậy thì các bạn quay qua bên này này, các bạn để ý nè. Bird, kéo dài, nhớ kéo dài một tí các bạn nhớ. Đây là cái phiên âm quốc tế, người ta khi có dấu hai chấm này á là các bạn nhớ kéo dài. Ờ, kéo dài ra. Bird, bird. Term, term. Work, work. Shirt, shirt. Church, church. Early, early. Các bạn nghe này, vậy thì tí nữa mình sẽ chỉ các bạn cái cách để các bạn nhận biết khi nào các bạn ơ này, khi mà các bạn ê này. Các bạn thấy cái đuôi R chưa? Các bạn thấy đuôi R chưa? Âm R này, R này. Đó, R. Chủ yếu là âm R này, âm R này. Đó, các bạn thấy và đuôi R là đây. Còn bên đây là âm IR này, âm OR này, âm UR này, IR này, ER này. Đây, riêng cái trường hợp này là hơi đặc biệt một tí. Bởi vì đây cũng R, đây cũng R, nhưng R nó nằm ở giữa và nó đi với âm em này thì nó hơi đặc biệt một xíu thôi. Thì lúc này nó biến thành cái này thì nó những cái trường hợp đặc biệt này nó vẫn có nhưng nó ít hơn các bạn nha. Chủ yếu là này các bạn này, EAR nữa này, các bạn thấy chưa? Rồi đương nhiên những trường hợp đặc biệt là sau này gặp thì mình nói, nhưng chủ yếu là như vậy, gặp cái này, gặp cái này, gặp cái này, đó thì chủ yếu nó là âm này. Ok các bạn nha. Còn nhiều trường hợp cụ thể thì buộc chúng ta phải đặc biệt cụ thể thì chúng ta phải học thuộc nha. Rồi, vậy thì bây giờ mình hướng cho các bạn phát âm phía dưới này thì các bạn thấy cái sự đặc biệt nó nha. Have you heard about our excursion to Thai Pagoda? Đây các bạn, EAR nè, EAR, EAR thì lúc này nó âm O này, đó các bạn thấy chưa, âm này, đó, heard, heard, about là âm này, rồi, excursion, 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 âm UR nè, đây, các bạn thấy chưa, âm UR nè, thì lúc này nó là, đây, đó, đây là âm này nè, đó, excursion, rồi, pagoda, rồi dễ rồi, đó các bạn thấy chưa, đó,
Khi mà các bạn mà không nhớ từ đó thì các bạn để ý những cái kinh nghiệm của nó, những cái mẹo của nó để chúng ta nói cho chính xác. Rồi, hơ, hơ thì lúc này R nhưng nó lại là âm ơ này mới ghê chứ. Nhưng mà đây là trường hợp đặc biệt các bạn nha. Lúc này các bạn đừng đọc là hê 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 này nha. Her, her, her father, the, lúc này lại là âm này. Đó, her father is learning, A-R đây, các bạn thấy chưa, là đây, đó. Is learning German, German, tiếp tục đây, đó, nằm giữa, R nằm giữa, đó, và đi với chủ yếu âm M này nữa, là cơ bản là nó theo cái này, đó các bạn nha. German with a teacher, đó, ok, dễ rồi đúng không nào. Last year, The birds, đó, ir này bạn này, đó, đây, đây, đó, birds, returned, đó, ur này, nó làm ơ này, returned to the river earlier than this year, nhưng er lúc này lại là âm ear, chứ không phải là âm ơ này nữa, đây là trường hợp đặc biệt, đó, các bạn nha, ok, the girls, đó, đây, đây, các bạn nha, the girls, work in the church on Thursdays. Was it Barbara's camera? I am thirsty. Nurse, I want a glass of water. Đó, như vậy là các bạn phân biệt được rồi đúng không nào? Đó, các bạn cứ phân biệt là các bạn thấy rất rõ khi mình nói ra các bạn phân biệt cái âm gì liền đúng không nào. Rồi đó, và mình đã chỉ những cái kỹ năng, những cái trường hợp đặc biệt này á, thì các bạn để ý này, ur này là âm này đó, rồi ir này âm này đó, thì đương nhiên các bạn những cái trường hợp đặc biệt mình đã nói các bạn rồi ha, các bạn để ý nha. Còn nếu nó không có đặc biệt thì các bạn cứ nhìn vô đó, các bạn thấy cái sự tương đồng của nó thì các bạn chọn. Ok, như vậy là mình thấy đây là cái phần phát âm rất là ấn tượng, rất là hay. Và hy vọng các bạn thấy video này là tốt cho các bạn. Và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Chào các bạn.